đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý khán giả. Hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019 là buổi phát thanh lần thứ 2916 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc ngắn gọn. Theo sau là một câu chuyện thời sự do Quang Nam phụ trách, phỏng vấn bà Nguyễn Thúy Hạnh về quỹ 50.000 và tình hình của luật sư Trần Quỳnh Vi tại Đài Loan. Kế tiếp là Đất Nước Đứng Lên do Khánh Ngọc trình bày qua bài Từ Ukraine nhìn về Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận với song thập qua bài Sao không áp dụng Magnitsky toàn cầu cho đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ. Đồng thời cũng để vinh danh ông Vương Văn Thả, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Bí thư Thành Hồ trấn an dư luận về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong buổi gặp gỡ giới gọi là cử tri của đảng vào chiều hôm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Hồ khẳng định là người dân sẽ sớm thấy được ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trên chính trường. Khi đưa ra lời tuyên bố này, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ trích dẫn lại phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, trong buổi gặp gỡ các cử tri đảng ở Cần Thơ vào tuần trước, cho biết ông Trọng đang hồi phục sức khỏe và sớm trở lại làm việc trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Việt Nam. Như vậy, chính ông Nhân cũng không biết rõ về sức khỏe của ông Trọng, mà chỉ là nghe thông báo từ bà Ngân. Dịch tả heo Phi Châu đã thật sự lan đến tỉnh Đồng Nai. Bất chấp các lời phủ nhận của các quan chức cầm đầu tỉnh Đồng Nai, giới báo chí lề đảng vào hôm qua khẳng định là dịch tả heo Phi Châu đã lan đến tỉnh này, nơi có đàn heo nuôi lên tới 2,5 triệu con. Hai ổ dịch được phát giác là tại các trang trại nuôi heo ở huyện Trảng Bom và huyện Nhân Trạch. Nhân viên thú y đã tiêu hủy các con heo bệnh và thiết lập vành đai kiểm soát có bán kính 3 cây số để ngăn ngừa dịch này lan sang các nơi khác. Như tin đã loan, dịch tả heo Phi Châu đã xuất hiện tại Việt Nam trong 3 tháng qua, hầu hết là ở các tỉnh thành phía Bắc, kể cả ở Hà Nội. Một số tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thừa Thiên cũng bộc phát dịch này, nhưng bây giờ Đồng Nai là tỉnh đầu tiên ở miền Nam bị lây nhiễm. Vào hôm thứ Hai 6 tháng 5, chỉ một ngày sau khi giới chức của hai huyện Trảng Bom và Nhân Trạch loan báo dịch, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã kịch liệt phủ nhận tin này và trách mắng các thuộc cấp là loan báo ẩu tả, nhầm lẫn dịch heo tai xanh với dịch tả heo Phi Châu. Đến phiên BOT Hòa Lạc Hòa Bình thất thủ vì bị chống đối, vào sáng hôm qua ngày thứ Ba 7 tháng 5, trạm thu lộ phí Hòa Lạc Hòa Bình ở tỉnh Hòa Bình đã phải xả chốt vì bị giới tài xế và cư dân xung quanh chống đối dữ dội, gây tắc nghẽn lưu thông trên quốc lộ 6. Vài ngày trước đó, chủ nhân trạm Hòa Lạc, Bộ Giao thông và nhà cầm quyền Hòa Bình đã đồng ý giảm lộ phí cho các cư dân sinh sống trong bán kính 5 cây số quanh trạm này. Tuy nhiên, giới tài xế và cư dân vẫn chống đối vì phí quá cao. Cũng vào hôm qua, Bộ Giao thông Việt Nam đề nghị đổi cụm từ trạm thu phí thành trạm thu tiền để phân biệt với lệ phí là của nhà nước, trong khi các trạm thu phí là của tư nhân. Dân Huế đóng cọc trên sông Bồ để chống đạo quân cát tặc. Không thể chịu đựng tình trạng sạt lở đất đai ngày càng nghiêm trọng và sự bất lực của nhà cầm quyền, người dân huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp tiền mua tre đóng cọc trên sông Bồ để ngăn chặn đạo quân cát tặc. Các hình ảnh ghi nhận được cho thấy một hàng cọc tre dài hơn 20 thước được đóng trên sông Bồ, cao hơn mặt nước cả thước.
một cư dân thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, cho biết dưới sông còn có đổ đá nhỏ để giữ các chân cọc. Sau khi cắm cọc tre, người dân đã tổ chức thành từng đội, luân phiên nhau canh gác để xua đuổi các tàu bè hướng lên thượng nguồn để hút cát. Chung cọc đang đóng một hàng không mẫu hạm thứ ba. Các không ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Chung cọc đang âm thầm chế tạo một hàng không mẫu hạm thứ ba tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở thành phố Thượng Hải. Các không ảnh này do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ công bố vào hôm qua, ngày thứ Ba, 7 tháng 5. Tuy nhiên, phía Trung Cộng vẫn chưa đưa ra lời xác nhận nào sau khi tin này được đăng trên báo. Vào tuần trước, tình báo Mỹ cũng tiết lộ là Trung Cộng đang đóng một mẫu hạm lớn hơn mẫu hạm Liêu Ninh, nhưng không nói rõ chi tiết. Dựa trên các không ảnh này, giới chuyên gia quốc phòng tin rằng mẫu hạm mới này sẽ lớn hơn bất cứ mẫu hạm nào của Ấn Độ và Nhật Bản, có sức chứa vài chục chiến đấu cơ tối tân nhất, tương tự như các mẫu hạm của Hoa Kỳ. Hai phóng viên Reuters được Miến Điện trả tự do. Hai phóng viên Miến Điện làm việc cho thông tấn xã Reuters và hôm qua đã được phóng thích khỏi nhà tù trong đợt ân xá hơn 6.000 tù nhân tại nước này. Cần nhắc lại, hai phóng viên Wallon và Joseu đã bị nhà cầm quyền Miến Điện bắt giam vào cuối năm 2017 sau khi thực hiện phóng sự về các cuộc thảm sát sắc dân Rohingya do quân Miến Điện gây ra ở miền Bắc. Đến tháng 9 năm ngoái, cả hai bị tòa án Miến Điện tuyên phán 7 năm tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia. Vào tháng 4 vừa qua, tòa tối cao Miến Điện đã bác đơn kháng cáo của họ. Hai nhà báo này đã được nước Mỹ trao giải thưởng Pulitzer năm nay, một giải thưởng vô cùng cao quý đối với giới nhà báo trên khắp thế giới. Căn cứ không quân ở Syria lại bị pháo kích bằng hỏa tiễn. Vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 5, lực lượng nổi dậy ở Syria đã bắn 36 hỏa tiễn tầm ngắn vào căn cứ không quân Khmeimim nhằm trả đũa các vụ oanh kích của Nga vào tuần qua. Theo thông cáo của Nga, nhóm tấn công là tổ chức Hayat Tahrir al-Sham, hậu thân của mặt trận al-Nusra. Tổ chức này đã sử dụng một máy bay điều khiển từ xa để hướng dẫn các hỏa tiễn bắn vào mục tiêu. Tuy nhiên, một tướng lãnh của căn cứ cho biết hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn được các hỏa tiễn bắn tới, vì vậy chỉ bị thiệt hại nhẹ. Khmeimim là một căn cứ không quân của nhà nước Syria được xây dựng năm 2015 do Nga giúp điều khiển, thường xuyên bị lực lượng nổi dậy chống chế độ al-Bashir tấn công vì đây là nơi xuất phát các vụ oanh kích của không quân Nga vào các cứ địa của quân nổi dậy. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radiodlsn.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Quý thính giả, dư luận trong và ngoài nước đang đặc biệt quan tâm về tình hình của cô Trần Quỳnh Vi, một nữ luật sư trẻ hiện đang bị bạo bệnh tại Đài Loan. Điều đáng ca ngợi là luật sư Vi đã chấp nhận từ bỏ tương lai tươi sáng của mình tại Hoa Kỳ, nơi cô có văn phòng luật, để sang Đài Loan vận động cho công cuộc đấu tranh của toàn dân Việt. Đặc biệt hơn nữa là khi hay tin cô gặp căn bệnh hiểm nghèo, đồng bào trong nước lần đầu tiên tự động đứng ra quyên góp tài chánh để giúp đỡ cô. Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Quang Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập và điều hành quỹ 50.000 và là một trong những người đang vận động giúp đỡ luật sư Trần Quỳnh Vi. Quang Nam từ đài Đáp Lời Sông Núi, xin chào cô Nguyễn Thúy Hạnh, thưa cô. Dạ, xin chào ạ. Dạ vâng, thưa cô, trong lần phỏng vấn trước đó thì chúng ta có nhắc đến quỹ 50K mà cô là người thành lập. Thì xin được hỏi cô là cho đến hôm nay thì tình hình cái quỹ 50K này ra sao thưa cô? Có một điều rất là vui là quỹ 50K mỗi ngày cảm thấy một cái sự phát triển lên, không phải tính theo tháng mà tính từng ngày.
từ chỗ ngày đầu là chủ yếu những bà con ở hải ngoại góp tiền vào quỹ, bà con trong nước còn e ngại, thì đến bây giờ thì cái số lượng người góp vào trong nước đã hơn hẳn, có thể nói là gấp 10 lần bà con số bà con ở hải ngoại gửi. Có những người chỉ góp 50.000 nhưng có những người đã góp lên đến 10 triệu. Và những cái người 50.000 đấy cũng là tất cả khả năng của người ta, rất là đáng trân trọng, và đấy là một cái niềm vui lớn đối với tôi. Thưa cô, chúng ta vừa được biết có một tin khá phấn khởi cho những người quan tâm đến quỹ 50K. Đó là việc tổ chức ân xá quốc tế đã có một cái bức thư gửi đến cô. Xin cô nói rõ hơn về bức thư này và cái thông điệp mà tổ chức ân xá quốc tế muốn gửi đến cho quỹ 50K thưa cô. Đây là một niềm vinh dự lớn đối với quỹ 50K của tôi. Và cái món quà mà tổ chức ân xá quốc tế gửi đến chúng tôi là một ngọn nến. Ở trên ngọn nến có một thông điệp rất rõ ràng là thà đốt một ngọn nến còn hơn nguyền rủa bóng tối. Và kèm theo với ngọn nến đó là một lá thư. Cái lá thư đấy là muốn thể hiện cái tinh thần đoàn kết của tổ chức ân xá quốc tế đối với quỹ 50K. Bởi những gì quỹ 50K làm được, trong đấy có một đoạn là ở ân xá quốc tế, tổ chức được sáng lập dựa trên niềm tin và sức mạnh của cộng đồng, mà một trong những hành động đầu tiên đó là kêu gọi mọi người viết thư cho tù nhân lương tâm. Chúng tôi nhận thức rõ ràng về nỗi đau mà các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam phải chịu đựng. Họ đã chứng kiến cảnh người thân của mình bị cầm tù chỉ vì thực hành các quyền tự do căn bản được đảm bảo bởi luật pháp quốc tế. Và những nỗi bất công của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc bà đang làm. Và họ, nội dung lá thư ngắn gọn nhưng mà đầy cái tính động viên, khích lệ và mong muốn cái lòng can đảm, sức mạnh và cái sự quyết tâm đấy luôn được duy trì ở quỹ 50K. Dạ vâng, thưa cô, đó cũng là một cái tin mừng rất là phấn khởi cho những người mà quan tâm đến tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đó ạ. Dạ vâng, thưa cô, xin được hỏi cô về một sự kiện mà rất là nhiều người đang quan tâm đó. Đó là trường hợp của luật sư Trần Quỳnh Vi đang bị bạo bệnh tại Đài Loan. Xin cô nói sơ qua về người luật sư trẻ này được không ạ? Có một điều đặc biệt là lâu nay mọi người chỉ có những người đồng bào mình ở hải ngoại quan tâm đến những người đấu tranh ở trong nước gặp tai nạn hoặc là bị bắt bỏ tù. Thì đây là lần đầu tiên rất đông đảo những người yêu chuộng tự do công lý ở Việt Nam hiện nay đang hướng về, đang quan tâm đến một vị luật sư là người hải ngoại đang sống ở nước ngoài và có quốc tịch Mỹ. Đấy là Trần Quỳnh Vi. Vì sao mọi người lại quan tâm như vậy? Vì Trần Quỳnh Vi là một người đã rời Việt Nam từ lâu và hiện nay có quốc tịch Mỹ. Lẽ ra Vi đã có một văn phòng luật và có một cái tương lai rất là sáng ở bên Mỹ, có một thu nhập tốt. Nhưng vì yêu đất nước Việt Nam, vì thương người dân Việt Nam mà Vi đã từ bỏ tất cả, rời bỏ Mỹ để sang Đài Loan cộng tác với tờ tạp chí Luật Khoa của Trịnh Hữu Long. Và không may Vi đã bị xuất huyết não, trải qua 2 lần phẫu thuật. Bây giờ hiện nay tình trạng của Vi cũng vẫn rất là nặng nề. Và vì sao Vi lại không về được Mỹ, không về Mỹ? Thứ nhất là vì cái khi bệnh phát lên như vậy thì không thể chuyên trở về Mỹ để chữa chạy. Thứ hai là khi rời bỏ Mỹ để sang Đài Loan thì Vi đã không còn bảo hiểm ở bên Mỹ nữa. Cho nên là cái hiện nay cái tình cảnh của Vi rất khó khăn. Về bệnh thì vẫn còn nặng như vậy, căng thẳng như vậy, mà về kinh tế thì cũng không có đủ tiền để chữa chạy. Cho nên là mọi người rất quan tâm, và người ở trong nước thì không có nhiều tiền để giúp nhưng mà cũng đang cố gắng vận động giúp đỡ Vi. Và qua sự kiện này đó, thưa cô Nguyễn Thúy Hạnh, chúng tôi được biết là trên trang mạng Facebook của cô và một số anh chị em trong nước mà quan tâm đến tình trạng của luật sư Vi đó thì cũng đã có những lời kêu gọi đồng bào đóng góp để yểm trợ tài chính cho luật sư Vi, phải không thưa cô? Vâng, vì là trang Facebook của Đoan Trang rất là uy tín và một số trang Facebook nữa như Phạm Thanh Niên thì có nói về trường hợp của Vi và kêu gọi giúp đỡ Vi, nên là tôi thấy là tôi cũng không cần phải đăng nữa mà tôi chỉ ủng hộ thôi. Thế nhưng mà rất nhiều người gửi tiền vào tài khoản của quỹ 50K để giúp đỡ Vi và tôi thấy như thế rất ngạc nhiên. Vì trang của tôi không đăng lời kêu gọi như thế, điều đó cho tôi đủ thấy là mọi người đang rất quan tâm, rất quan tâm đến Vi. Bởi vậy nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Dù quỹ 50K chỉ dành cho tù nhân lương tâm Việt Nam nhưng tôi cũng đăng cái lời kêu gọi, và từ khi mà tôi chính thức đăng lên thì có những cái câu chuyện rất cảm động. Có những vợ của tù nhân lương tâm, bản thân họ cũng đang rất ngặt nghèo, rất khó khăn, nhưng họ cũng góp tiền ủng hộ Vi. Và những cái đồng bào mà vẫn thường góp tiền vào quỹ 50K, họ gửi 50.000 đồng
chỉ tương đương với 2 đô cho vì một khoản tiền rất nhỏ nhưng mà nó nói lên cái tình cảm trân trọng quý mến của mọi người dành cho Vi như thế nào. Tôi thực sự rất cảm động. Xin được hỏi cô một cách thực tế đó là đối với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, đặc biệt là ở hải ngoại, khi mà những thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi mà muốn yểm trợ cho quỹ 50K hoặc là yểm trợ cho luật sư Vi đó thì họ phải làm sao liên lạc với ai thưa cô? Tôi nghĩ là có hai cách có thể liên lạc với tôi. Thứ nhất là có thể nhắn tin cho tôi qua Facebook Nguyễn Thúy Hạnh, hoặc cách tốt hơn có thể hỏi thông tin về tôi qua Đáp Lời Sông Núi. Thì xin Đáp Lời Sông Núi nói cho mọi người biết có thể liên lạc với đài qua cái kênh nào ạ? Dạ vâng, cách tốt nhất để mà quý thính giả liên lạc với Đài Đáp Lời Sông Núi là qua địa chỉ email liênlạc.dnlsn@gmail.com. Thưa cô, trước khi chấm dứt đó thì cũng xin được phép hỏi cô về tình hình của những tù nhân lương tâm mà cô và quỹ 50K đã từng giúp đỡ đó, thì nhìn chung đó tình hình của họ hiện nay ra sao ạ? Họ trước kia khó khăn và bây giờ cũng vẫn, hầu hết các gia đình tù nhân lương tâm đều khó khăn. Cái khó khăn nhất của họ là người thân của họ đang bị cầm tù, và tùy theo tình hoàn cảnh cụ thể kinh tế của từng gia đình, nhưng mà tôi thấy là hầu hết các gia đình là khó khăn cả về kinh tế, không những tinh thần mà bị tổn thương, phải đau xót vì người thân của mình bị cầm tù, nhưng mà kinh tế của họ rất khó khăn bởi vì họ thiếu đi một cái lao động chính trong gia đình. Đặc biệt tôi thấy khó khăn nhất là những người phan rí, một lực lượng thanh niên khổng lồ đã bị bắt đi tù. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi xin trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thúy Hạnh. Xin chào cô. Đông và Tây đều có những quốc gia cùng hoàn cảnh chính trị nhưng rất khác biệt về ý chí tự cường, tự chủ, độc lập. Do đó phát triển vươn lên hay thụt lùi vào màn đêm lạc hậu đều tùy thuộc dân tộc nước đó. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Từ Ukraine Nhìn Về Việt Nam của Thành Đỗ qua sự trình bày của Khánh Ngọc. Một lần nữa, giới thạo tin thế giới lại ngạc nhiên và lại hướng tầm nhìn về Ukraine qua việc một nghệ sĩ hài đắc cử tổng thống, ông Volodymyr Zelensky, một cách hợp pháp và dân chủ ngày 21 tháng 4, 2019. Nên biết, Ukraine, một đất nước có một vị trí địa chính trị quan trọng trên vùng biển Bắc Hải và nằm kẹt giữa một anh khổng lồ tham lam không thua gì Trung Cộng, gấu Nga đấy và khối Tây Âu. Cùng với Ba Lan, Ukraine chia cắt bản đồ Âu Châu ra hai phân định về chính trị khác biệt. Phía đông của Ukraine là Belarus, thân Nga, phía tây là những nước đã bước ra khỏi bóng tối của toàn trị cộng sản và tham gia vào khối thị trường chung Âu Châu. Tuy thế, nhưng Ukraine đến nay cũng chưa thuộc về vùng biên giới chung Schengen. 26 nước Âu Châu như Lithuania, Estonia và Lithuania, ba nước Cộng hòa cũ trong Liên bang Xô Viết. Nói về Ukraine, không ai quên được quá khứ của đất nước này khi bị sáp nhập vào Liên bang Xô Viết do Nga điều khiển, và từ đó, người Nga không ngừng nghỉ từ đệ nhị thế chiến. Di dân nói tiếng Nga về vùng đất màu mỡ trên bán đảo Crimea của Ukraine để sinh sống như người Trung Quốc hiện nay đang từng ngày di dân đến bán đảo Đông Dương, gồm có Việt, Cao Miên và Lào. Không tài liệu nào, không đất nước hay chính phủ nào trong ba nước nói trên dám công bố sự thật, hoặc giả họ cũng không được phép biết đến. Nhưng theo các quan sát viên của các NGO quốc tế thì họ ước tính ngày nay có đến hơn 30 triệu người tàu cộng đang sinh sống tại ba nước Việt Nam, Lào và Cam Miên và thao túng hơn 50% kinh tế của ba nước nhỏ này. Cũng như một thời, người Nga tại Ukraine, họ chiếm giữ vùng đất tốt nhất, điều kiện sống thoải mái nhất. Và khi chính phủ Liên bang Nga kêu gọi trưng cầu dân ý tại Crimea, thì họ đã quyết định sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga,
trong bài nốt nhạc từ 18 tháng 3 2014 mà mới đây chính ông Vladimir Putin đã đến Crimea để ăn mừng lễ kỷ niệm 5 năm Crimea trở về với đất nước mẹ, Liên bang Nga trước sự ngỡ ngàng bất lực của cộng đồng thế giới. Một cấm vận kinh tế với Nga đã được cộng đồng thế giới giáng trả cho sự kiêu ngạo của Putin và Duma, quốc hội bù nhìn của Putin. Nhưng với một nước Nga rộng lớn, nhiều tài nguyên thiên nhiên, kéo từ Âu Châu giáp đến Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương và vẫn là con buôn súng đạn hàng hai thế giới, thì sự cấm vận kia càng ngày càng tỏ ra không hiệu quả khi mới đây chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh chiến lược của NATO, Liên hiệp phòng thủ Bắc Đại Tây Dương đã phớt lờ lời cảnh cáo gắt gao của Mỹ và NATO để đặt mua những dàn hỏa tiễn S-400 của Putin. Tương lai Nga sẽ bền vững khi còn có khả năng có thêm nhiều khách hàng sộp như thổ. Cấm vận của Âu Châu, anh Putin đã từ lâu ngồi xổm lên đó. Trở lại nước Ukraine và người dân của đất nước này, đã từ lâu họ chiến đấu vì sự tồn vong của dân tộc trước lòng tham lam của anh bạn vàng Liên bang Nga, như Việt Nam trước anh Trung Cộng tham lam, nhưng họ được thế giới kính phục và giúp đỡ, vì tuy yếu hơn Nga nhưng không hèn, không khuất phục và từng bước, dù khó khăn nhưng họ chọn con đường dân chủ, từ chối độc tài, từ chối bóng tối và bước ra ánh sáng, và không đu dây, không tráo trở với nhân quyền và đảng cầm quyền không bán nước. Con đường dân chủ là con đường duy nhất để một đất nước phát triển, dân tộc có tiến bộ về giáo dục, về quyền làm người và tôn trọng các giá trị phổ quát của cộng đồng thế giới, về xã hội dân sự và nâng cao dân trí và hơn hết là tạo ra một xã hội nhân văn, một đất nước đáng sống, không còn cảnh đảng viên muốn ấu dâm thế nào cũng chỉ phạt nhẹ như khuyến khích tái phạm. Không còn cảnh hủy diệt môi trường sống nhân danh đảng và ôm tiền chạy qua Canada như trường hợp Võ Kim Cự và nhiều quan chức trong bộ máy cầm quyền dựng lên bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa là thảm họa cho nhân loại, theo Tổng thống Donald Trump. Thay vì duy trì đối thoại thường niên với Cộng sản Việt Nam về nhân quyền một cách vô ích bởi sự dối trá triền miên của Hà Nội, đã đến lúc Hoa Kỳ cần phải áp dụng luật Magnitsky toàn cầu cho tập đoàn thống trị gian ác này. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Thường Sơn với tựa đề "Sao không áp dụng Magnitsky toàn cầu cho đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt" sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt trong bối cảnh năm 2017 còn có lợi thế khá lớn so với đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2018, khi giới chóp bu Việt Nam Cộng sản đã phải chủ động bắn tiếng về một chuyến thăm Hoa Kỳ dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với mục đích quan trọng là nhằm đạt được Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Đây là một nhu cầu quá thiết thân được giới chóp bu Việt Nam Cộng sản đặt lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đù dây chính trị, và chúng cố gắng làm tất cả để giữ được sự tồn vong của chế độ trong tình cảnh nền kinh tế đang hội tụ khá nhiều dấu hiệu khủng hoảng. Năm 2017 cũng là bối cảnh mà giới nghị sĩ Hoa Kỳ, đặc biệt là nhóm Vietnam Caucus, bao gồm vài chục nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm đến vấn đề Việt Nam, gia tăng áp lực đòi hỏi cải thiện nhân quyền đối với Hà Nội để đổi lấy thương mại với Hoa Kỳ, như là tuyên bố của Thượng nghị sĩ Alan Lowenthal, thủ lãnh của nhóm Việt Nam Caucus này, tùy Việt Nam thôi. Nhưng kết quả đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt trong năm 2017 đã đánh dấu một thực tế là thất bại đối với phái đoàn đối thoại của bà Virginia Bennett, phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Bà là một chính khách mới trong chính quyền Donald Trump và có lẽ chưa có mấy kinh nghiệm về các thủ thuật
trả treo nhân quyền của giới lãnh đạo Việt Nam Cộng sản. Kết quả mà bà Virginia Bennett nhận được bằng những lời hứa hẹn chung chung và xảo ngôn của trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam là một quan chức chỉ ở cấp vụ trưởng Bộ Ngoại giao, và năm nào cũng có nhiệm vụ thông báo những lời hứa hẹn không hề được bảo chứng, nghĩa là sau bao cuộc đối thoại đã không có gì được cải thiện. Sau khi Thủ tướng Phúc kết thúc cuộc hội kiến với Tổng thống Donald Trump ở Hoa Kỳ mà vẫn không nhận được dấu hiệu nào về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, thậm chí còn bị Trump đòi nợ về tình trạng nhập cảng quá nhiều của Mỹ đối với Việt Nam trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ lại gần như không quan tâm đến vấn đề dân quyền, dù giới cầm quyền Việt Nam Cộng sản đã bắt bớ đến gần 30 nhà hoạt động nhân quyền chỉ riêng trong năm 2017, đồng thời đưa ra xử tù cực kỳ nặng nề đối với dân lành. Trước tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng, thì phía Hoa Kỳ có vẻ phải tạm ngưng đàm phán nhân quyền, dù thông lệ đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được duy trì cứ 2 lần mỗi năm. Nhưng vào cuối năm 2017, đã không có đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ nào diễn ra. Một dấu hỏi lớn đang được nêu ra là, vì sao Hoa Kỳ đã có trong tay một vũ khí nhân quyền rất sắc sảo là luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, đã được Quốc hội Hoa Kỳ chính thức thông qua vào ngày 8 tháng 12 năm 2016, mà chính quyền Hoa Kỳ lại chưa hề áp dụng những biện pháp chế tài thích đáng của đạo luật này đối với giới quan chức Việt Nam Cộng sản kể từ đó đến nay. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những nhân viên chính phủ vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo 2 cách. Cách thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này, thì Tổng thống phải giải thích với Quốc hội. Cách thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ chặn lại tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức nào hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn, giấu của cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của đồng bào cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng, mà tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Một trong những bài học kinh nghiệm thành công nhất của chính quyền Hoa Kỳ chính là Miến Điện. Nhiều nguồn tin đã cho biết về một bản danh sách của Hoa Kỳ bao gồm tới 5.000 cái tên quan chức quân đội và dân sự Miến Điện liên đới việc đàn áp nhân quyền và tham nhũng mà phải bị chế tài về nhập cảnh vào Hoa Kỳ cùng phong tỏa tài sản cá nhân, đã góp phần không nhỏ khiến thể chế quân phiệt của Miến Điện phải chuyển đổi sang bầu không khí dân chủ hóa kể từ năm 2011. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 12 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Toàn dân thương nhau lời thề ghi bằng.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Thank you.